Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu sản phẩm màn hình cam NFV S4 tích cực camera 60 và điều khiển giọng nói. Bây giờ mình đang chơi ở cánh tay thì có thể đọc luôn giọng nói được. Mở camera phía trước. Cái này có nhiều chế độ lắm nhé. Ví dụ như mình chỉnh góc cam trên màn hình luôn này, trái này, phải này, chỉnh sau lùi luôn, đằng trước luôn. Và có thể chỉnh 3D và 2D luôn này, chạm trên màn hình luôn một chạm. Ngoài hỗ trợ quay ra thì NFV S4 thì hỗ trợ giải trí rất là nhiều. Ví dụ là giọng nói, mở video sóng gió. Đây là chế độ giải trí dành giọng nói luôn. Ngoài việc giải trí ra thì còn có thể dẫn đường, đi đến sân vận động Mỹ Đình bằng Việt Mát. Bản đồ Việt Mát này thì hỗ trợ chỉ đường này, tốc độ này và km luôn. Có thể vừa chỉ bản đồ vừa xem được video luôn. Ngoài ra còn rất nhiều những cái ứng dụng khác như ví dụ như giải trí TV hay là giải trí review phim. Mở VTR1. Trong phần TV này có phần giải trí này, có phần review phim, có phần radio này, thì các bạn có thể nhìn trên màn hình là có biểu tượng và ngôn ngữ luôn để mình chỉ cho ví dụ như review phim. Đồng, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng, cộng thêm tiền thuê nhà nữa nên là chuyện ngắn, nói chung là vân vân vân. Và có thể mình trả tải thêm những ứng dụng như Facebook, Zalo các thứ trên CS Play này nhé. Mình đang cái tài khoản này đang tải về. Nó giống như một chiếc điện thoại Android bình thường. Còn có thể hiển thị absolute trên màn hình luôn. Hay không? Áp thêm. Tích tích cả màn hình. Nó bao hàm rất là nhiều những cái ý nghĩa, nó vừa chua xót, nó vừa hóm hình, nó vừa hài hước. Tôi đọc lời kho tàng tinh hoa của dân tộc Việt Nam, tôi mới thấy là cái hay nhất của người Việt Nam chính là ẩn dụ từ những ý nghĩa có tư tưởng. Bảo Dương và chơi chứ có ràng là có tư tưởng. Nhưng bánh chua nước thì chẳng em vừa chẳng lại vừa tròn, đúng không? Còn còn cài đặt xe thì có thể đó là tiếng Việt hết, các bạn có thể lắp thêm hay điều chỉnh thêm màu sắc mình trái phải các thứ rồi. Cái này còn hỗ trợ quay luôn nhé, hỗ trợ quay luôn. Đây các bạn, đây là cái quay mà quay toàn xe luôn này, đó rất là sắc nét, quay bốn góc của xe luôn, trước sau trái phải. Có thể chụp hình, nói chung là nhiều lắm, trên này thì nó nhiều lắm, mình phải chỉ ấy, chỉ trên này thì không thể chỉ hết một lúc được. Người dùng trải nghiệm đây là phần ưu tiên radio, tất cả các kênh nhé, không giới hạn vùng miền nhé, ở đâu mình có thể nghe được, có thể mình nghe được cả Cần Thơ luôn. Telephone nhiều lắm, tất cả các kênh ở trên toàn nước là có thể phát hết cái này luôn, không phải vùng miền.